nguồn nước mà ô nhiễm lên đấy. Thật đúng là quá lo chứ. Cách đây 4 ngày rồi. Xảy ra là có cá là có như nồi nó tôm cá chứ nồi hết. Nồi từ cái vùng đây đi xuống về có như là câu sông Ba đây, câu sông Bảy chứ vậy nữa. Đi đi xuống như câu được luôn. Lợn gà những cái sản xuất có nó là ném ở dưới rồi có những cái lành bệnh. Được đấy nó chiều à, đi qua đấy là anh cứ đi quẳng đồ lúng túng mò vừa là cứ trối lúng túng rồi hai bên kiểu bi là cứ bỏ lờn bỏ đâu ở trong nó cứ quẳng ném xuống dưới là nguồn nước đấy bẩn nhưng mà sạch lắm. Mới có trùng mưa nên cái sông này nó sạch. Nếu mà trùng mới thì trở tranh rồi là lên nó hôi đi linh giống như kiểu mà nước trong mình chơi ra.